nhóm bạn của bà Lan đã giao dịch thành công và có sẵn nguồn tiền 3.000 tỷ đồng để khắc phục. Tôi đã nộp đơn đề nghị và chờ thông báo cho phép nộp tiền khắc phục hậu quả, thì chúng tôi sẽ tiến hành nộp ngay vào tài khoản tạm giữ của cơ quan nhà nước để hội đồng xét xử có cơ sở thu giữ 3.000 tỷ khắc phục một phần hậu quả cho vụ án. Nhóm bạn của bà Trương Mỹ Lan đã chuẩn bị 3.000 tỷ đồng để giúp khắc phục hậu quả. Vụ mùi lạ xuất hiện trong trường tiểu học, hai cô giáo ói mửa ngất xỉu, hiệu trưởng nói gì? 139 bị cáo trong đại án đăng kiểm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Nói xấu nhau trong quá trình học tập, nữ sinh 15 tuổi cầm dao đâm bạn. Nhóm bạn của bà Trương Mỹ Lan đã chuẩn bị 3.000 tỷ đồng để giúp khắc phục hậu quả. Sáng ngày 8 tháng 10, tại phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, hội đồng xét xử tiếp tục cho các luật sư và các bị cáo tự bào chữa đối với quan điểm buộc tội của đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. Tại phần bào chữa cho bị cáo, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thông tin trước hội đồng xét xử về khoản tiền mà nhóm bạn của bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở Mỹ, muốn giúp bà Lan khắc phục hậu quả. Cụ thể, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang nói rằng, tại phiên tòa này vào ngày 24 tháng 9, luật sư Huyền Trang có trình bày trước hội đồng xét xử là bà Trang được một người bạn của bị cáo Trương Mỹ Lan thuê cung cấp dịch vụ pháp lý nhằm tích cực hợp tác xử lý các tài sản, kể cả các tài sản bị kê biên hoặc bị ngăn chặn chuyển dịch trong vụ án để khắc phục triệt để hậu quả dân sự của cả hai giai đoạn. Cũng theo luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang, ở giai đoạn 2, tại vụ án này, nhóm bạn của bà Lan đã giao dịch thành công và có sẵn nguồn tiền 3.000 tỷ đồng để khắc phục. Tôi đã nộp đơn đề nghị và chờ thông báo cho phép nộp tiền khắc phục hậu quả, thì chúng tôi sẽ tiến hành nộp ngay vào tài khoản tạm giữ của cơ quan nhà nước để hội đồng xét xử có cơ sở thu giữ 3.000 tỷ khắc phục một phần hậu quả cho vụ án và có cơ sở giải tỏa tài sản bị kê biên để chúng tôi tiến hành làm các thủ tục tiếp theo quy định của pháp luật, luật sư Trang nói trước hội đồng xét xử. Luật sư Trang cho rằng đây là bước xử lý tài sản đầu tiên với quỹ đầu tư lớn ở Mỹ. Người bạn của bà Trương Mỹ Lan có thể hỗ trợ các tổ chức cá nhân có đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn để giao dịch các tài sản khác đang bị kê biên trong vụ án. Bà Trang nói, rất kỳ vọng trong thời gian tới, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ tạo mọi điều kiện cho nhóm bạn bà Lan thực hiện. Về người bạn ở Mỹ của bà Trương Mỹ Lan, chiều ngày 24 tháng 9, tại phiên tòa, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang nói rằng, tòa nhà 29 Liễu Giai, thành phố Hà Nội định giá 2.112 tỷ đồng, hiện đang thế chấp ngân hàng vay 250 triệu đô la Mỹ. Tòa nhà này có vốn của ba cổ đông. Bạn của bà Lan đang ở Mỹ muốn thay mặt ba cổ đông trả 250 triệu đô la Mỹ cho ngân hàng và tiếp tục cho bà Lan mượn thêm 130 triệu đô la Mỹ để bà Lan giải quyết hậu quả vụ án này. Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang cũng nói thêm rằng, đối với dự án 6A có diện tích 26 ha, Trung Sơn, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, nếu bà Trương Mỹ Lan đồng ý thì cùng người bạn nói trên của bà Lan sẵn sàng nộp một khoản tiền vào tài khoản đang bị tạm giữ và giao lại dự án 6A cho họ. Việc mua bán sẽ bàn bạc sau. Tại tòa, bà Lan đồng ý hai nội dung mà luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang vừa nêu và sẽ bàn bạc thỏa thuận cụ thể sau. Vụ mùi lạ xuất hiện trong trường tiểu học, hai cô giáo ói mửa, ngất xỉu, nữ hiệu trưởng nói gì? Vào khoảng 7 giờ 30 ngày 8 tháng 10, trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xuất hiện mùi lạ nồng nặc bay vào các phòng học khiến một cô văn thư nôn ói, một cô thư viện ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, ban giám hiệu nhà trường tiến hành đưa các em vào trong lớp học, đóng kín cửa và mở quạt. Một vài học sinh sau đó bị mệt, tuy nhiên không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Nhà trường đã báo cáo ngay với Ủy ban Nhân dân phường Tân Lợi. Theo ông Phạm Văn Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Lợi, xung quanh khu vực tổ dân phố 3, 4, 5, 6, 10 và trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh có phát hiện mùi hôi. Ngay khi nhận được thông tin của trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, Ủy ban Nhân dân phường đã thành lập đoàn xuống lập biên bản và kiểm tra khu vực xung quanh trường. Tuy nhiên, chưa xác định được mùi lạ xuất hiện từ đâu. Qua kiểm tra thực tế tại trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, khi chuẩn bị giờ ăn trưa vẫn còn mùi hôi. Để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, Ủy ban Nhân dân phường đã làm việc với nhà trường để thông báo phụ huynh đến đón con em về, không tiếp tục ăn trưa với học sinh bán trú. Phụ huynh ở xa không đón được thì giáo viên chủ nhiệm ở lại cùng học sinh trong lớp bật quạt. Ông Thái cho biết thêm, tùy theo tình hình, Ủy ban Nhân dân phường sẽ cho học sinh tiếp tục nghỉ học chiều 8 tháng 10, học bù vào thứ Bảy. Đến gần 12 giờ, mùi lạ cơ bản hết. Chiều 8 tháng 10, Ủy ban Nhân dân phường sẽ phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường xử lý vụ việc. Ông Phạm Văn Thái thông tin thêm. Liên quan đến vụ việc, bà Kiều Thị Ánh, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh khẳng định,
nhà trường không hề phun bất cứ loại thuốc gì, nhưng lại xuất hiện mùi lạ rất nồng nặc. Xung quanh trường có nhiều hộ dân trồng cây cảnh. Trường sang hỏi thì họ nói không phun thuốc sâu. Nhà trường đã hỏi kỹ các em học sinh, thì một số em cho biết xuất hiện triệu chứng hơi mệt. Nếu chiều nay mùi lạ mà giảm nồng nặc, nhà trường sẽ tiến hành tổng vệ sinh và chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên. 139 bị cáo trong đại án đăng kiểm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 8 tháng 10, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tiếp nhận 139 đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo và kháng nghị đề nghị tăng mức hình phạt của Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đối với 18 trên 254 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM và 3 trung tâm đăng kiểm tại tỉnh Long An, Bến Tre, Sóc Trăng. Trước đó, hồi đầu tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã ra quyết định kháng nghị, đề nghị Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM xét xử theo hướng tăng mức hình phạt đối với 18 trên 254 bị cáo. Cụ thể, về tội giả mạo trong công tác, Viện Kiểm sát kháng nghị tăng án đối với các bị cáo Huỳnh Thái Bảo, Trần Văn Cảnh, Sơn Minh Khương, Đặng Phong Em. Về tội nhận hối lộ, Viện Kiểm sát kháng nghị tăng án đối với các bị cáo Đặng Trần Khanh, Mai Đức Truyền, Trần Anh Tú, Nguyễn Đức Nam. Các bị cáo Võ Tấn Đạt, Phạm Ngọc Hoàn, Hậu Đức Vũ, Huỳnh Văn Thoa, Dương Nghĩa, Nguyễn Thái Hòa, Nguyễn Văn Thái bị kháng nghị tăng án về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Viện Kiểm sát cũng kháng nghị tăng án đối với bị cáo Trịnh Bình Dương, Vũ Hồng Quang về tội đưa hối lộ và Nguyễn Minh Trị về các tội giả mạo trong công tác và nhận hối lộ. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM, việc hội đồng xét xử tuyên xử mức án đối với các bị cáo quá nhẹ là không phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, tạo tiền lệ xấu trong việc áp dụng hình phạt khi xét xử và không công bằng đối với các bị cáo có hành vi tương tự nhưng bị tuyên mức án cao hơn. Trước đó, sau hơn một tháng xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm đối với 254 bị cáo có liên quan. Theo hội đồng xét xử cấp sơ thẩm, quá trình xét xử, hai cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam là Trần Kỳ Hình, Trần Việt Hà và các bị cáo đồng phạm đều thừa nhận hành vi phạm tội. Trong phiên xét xử sơ thẩm, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Kỳ Hình, cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam 19 năm tù về tội nhận hối lộ và 6 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tổng hợp hình phạt là 25 năm tù. Tuyên phạt bị cáo Đặng Việt Hà, cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam 19 năm tù về tội nhận hối lộ. Với cáo buộc phạm tội nhận hối lộ, bị cáo Trần Anh Quân, cựu quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới, bị tuyên phạt 14 năm tù. Đối với nhóm bị cáo còn lại, hội đồng xét xử tuyên phạt nhiều mức án khác nhau, từ cho hưởng án treo đến tù giam về các tội danh bị truy tố, trong đó có 73 bị cáo được hưởng án treo. Hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải nộp lại số tiền do hưởng lợi và tiền do phạm tội mà có để sung ngân sách nhà nước. Cụ thể, bị cáo Trần Kỳ Hình phải nộp tiếp hơn 4 tỷ đồng, Đặng Việt Hà hơn 2,6 tỷ đồng, Đỗ Trung Học hơn 2,8 tỷ đồng, Trần Lập Nghĩa hơn 13 tỷ đồng. Bản án sơ thẩm còn tuyên tịch thu sung quỹ nhà nước hơn 86 tỷ đồng và 99.000 đô la Mỹ do các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nộp khắc phục hậu quả. Tập đoàn nhà cựu tổng thống Donald Trump rót 1,5 tỷ đô la Mỹ vào Hưng Yên. Tổng công ty phát triển đô thị Bắc Kinh KPC hôm 8 tháng 10 cho biết, The Trump Organization, tập đoàn của cựu tổng thống Donald Trump sẽ phát triển dự án khách sạn Sun Golf và dân cư thông qua thỏa thuận hợp tác cùng Công ty Cổ phần Dịch vụ Khách sạn Hưng Yên, một công ty con của KPC. Theo giới thiệu của KPC, tổ hợp có quy mô lớn, đủ tiêu chuẩn cao nhất của quốc tế với tổng vốn đầu tư khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ. Tổ hợp bao gồm hệ thống sân golf VVIP, 54 hố đồng bộ resort cao cấp và hệ thống villa phục vụ cho những sự kiện đặc biệt, các hội nghị cấp cao. Bên cạnh đó là hệ thống khách sạn và quần thể đô thị, nhà ở hiện đại. Eric Trump, phó chủ tịch điều hành tại Trump Organization, người con thứ ba của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, Việt Nam sở hữu tiềm năng vượt trội trong ngành khách sạn và giải trí cao cấp. Lễ ký kết hợp tác giữa tập đoàn Trump do ông Eric Frederick Trump đại diện và tập đoàn đầu tư Hưng Yên do ông Đặng Thành Tâm, chủ tịch KPC đại diện, với sự chứng kiến của tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ Donald Trump, nguồn KPC. Ông Đặng Thành Lâm, chủ tịch hội đồng quản trị KPC chia sẻ, gia đình ông Trump luôn tiên phong trong việc đặt ra những tiêu chuẩn cao nhất trong ngành khách sạn và KPC mong muốn sự hợp tác đầy tiềm năng này. Trump Organization là một tập đoàn tư nhân đa ngành thuộc sở hữu của gia đình cựu Tổng thống Donald Trump. Tập đoàn này hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm bất động sản, khách sạn, sân golf, giải trí, quản lý khách sạn.
Đây là một trong những tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư bất động sản cao cấp, khách sạn, sân golf với nhiều dự án quy mô lớn tại nhiều quốc gia. Tập đoàn được thành lập vào năm 1927, ban đầu chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng phát triển bất động sản ở New York. Sau đó, tiếp quản vào năm 1971, ông Donald Trump mở rộng hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác, bao gồm khách sạn, sân golf, giải trí, quản lý tài sản, môi giới, tiếp thị. Trong khoảng thời gian từ 4 năm làm Tổng thống Mỹ, từ 2017 đến 2020, ông Donald Trump đã thôi không điều hành Trump Organization do không muốn tận dụng quyền Tổng thống để tăng tài sản. Tập đoàn này sau đó được đưa vào một quỹ ủy thác để tránh xung đột lợi ích. Ông đã trao lại quyền lãnh đạo cho các con vào năm 2017. Tất nhiên, việc kinh doanh vẫn nằm trong tay của gia đình Trump. Nói xấu nhau trong quá trình học tập, nữ sinh 15 tuổi cầm dao đâm bạn. Ngày 8 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật vụ cố ý gây thương tích giữa hai học sinh của trường cao đẳng nghề Vĩnh Phúc. Qua tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 16 giờ ngày 7 tháng 10, Công an thành phố Vĩnh Yên tiếp nhận tin báo của trường cao đẳng nghề Vĩnh Phúc, địa chỉ tại phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên về việc 15 giờ cùng ngày, tại trường xảy ra một sự cố gây thương tích. Nạn nhân là cháu Trần Thu Thảo, sinh năm 2009, học sinh lớp 10A6, trường cao đẳng nghề Vĩnh Phúc. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai của người liên quan. Theo đó, người gây thương tích cho cháu Thảo là nữ sinh Trần Huỳnh My, sinh năm 2009, học cùng với nạn nhân. Trước khi xảy ra vụ việc, giữa hai học sinh My và Thảo đã có lời qua tiếng lại, những lời nói xấu nhau trong quá trình học tập và sinh hoạt. Ngày 7 tháng 10, khi mâu thuẫn âm ỉ không được giải quyết, dẫn tới My cầm con dao bầu đâm gây thương tích cho Thảo. Sau đó, Thảo được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện sức khỏe nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ tin tức mới mỗi ngày.